Xin chào anh chị. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị cái bếp chiên ga 6 lít. Cái bếp chiên này thì mình dùng bình ga lớn, có mang ga gia đình chứ không có dùng được ga công nghiệp nha. Van ga công nghiệp là van ga của bếp xe, mình không dùng được. Ở đây là cái khung của bếp. Thì em sẽ so sánh một chút xíu với lại cái bếp bằng điện cho mọi người xem. Đây là một bên là cái bếp bằng điện, bên này là bếp bằng ga. Thì cái bếp bằng ga do là nó có cái khung là để mình để cái hệ thống dây ga ở dưới này, là hệ thống đốt nóng nó nằm ở phía dưới này, cho nên là cái thùng nó hơi to. Cái thùng của nó tới cao tới 32 cm lận. Còn cái bếp điện này á thì kể cả cái đầu máy của nó luôn thì nó khoảng tầm 28 cm thôi. Còn bề ngang nó thì 28, bên này 28, bên này 30, thì nó cũng xem với nhau, nhưng mà chỉ có là chiều cao thôi. Thì cái này nó sẽ chiếm diện tích của mình hơn. Còn bếp điện á thì nó có thể điều chỉnh được nhiệt độ bằng cái nút này. Còn bếp ga thì ở đây mình xài y chang như là làm bếp ga mình nấu ăn vậy đó. Mình cũng bật lên bật xuống, đó, bật lên rồi tắt. Mình chỉ có điều khiển được ở đây thôi, chứ mình không có vặn chỉnh được cái nhiệt độ chính xác như là bếp điện. Thì bếp ga nó sẽ tiện hơn cho mình ở cái chỗ là nếu mà mình đi xe đẩy hoặc là ở chỗ của mình là mình không có câu điện được. Còn cái bếp điện thì hiển nhiên là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều rồi. Thì bây giờ em sẽ gắn ga vô và bật lên thử cho mọi người xem ha. Bây giờ em đã gắn vô rồi nè, mình mở ga lên thử. Giờ em sẽ cho cái nồi dầu vô rồi đổ dầu. Về cái phần mà dầu á thì bây ở đây em test thử cho nên là em đổ ít dầu thôi cho nó mau sôi. Còn ở trong cái bếp này thì anh chị có thể đổ cái bếp 6 lít, anh chị có thể đổ tầm một can dầu này luôn. Can dầu này khoảng 6 lít nó lên được khoảng nửa nồi á, thì mình chừa cái không gian cho đồ ăn nữa. Nên khi mình nhúng thức ăn vô thì nó còn sôi lên, nó sẽ văng lên, cho nên là mình đổ là tầm khoảng nửa nồi. Sẽ bật bếp lên và mình sẽ nhấn giữ một chút xíu cho ga nó xì ra rồi nó mới lên ga nè. Thì mọi người nhìn vô cái lỗ này mình thấy là ga nó lên rồi nè. Rồi thì ở trên bề mặt này nó bắt đầu có hơi nóng đó, dầu bắt đầu sôi nè. Đó thì ở dưới này thì mình có điều chỉnh giống như bếp ga bình thường thôi. Ở đây mình điều chỉnh là mình giảm tăng giảm đó. Để mình đậy, nếu mà mình không có sử dụng nữa thì mình đậy nắp này lên. Ở trong này nó có một cái bịch gồm có 4 cái chân cao su với lại một cái nấm gì bạn ở trên cái nắp này. Thì có ốc vít thì mọi người cứ gắn vô thôi. Còn đây là cái rổ nhúng. Rổ nhúng thì mình gắn như thế này nè, bóp cái này lại. Bóp hai cái thanh này lại. Cho vô đây. Thì ở phía dưới này nó có hai cái lỗ thì mình chỉ cho hai cái thanh này vô thôi. Rồi, như vậy thôi là mình bỏ vô mình nhúng bình thường. Đó, xong rồi mình ghép lên đây. Rồi đơn giản cái bếp nó chỉ có như vậy thôi. Đó. Nãy giờ em có giảm ga rồi đó. Giờ mình tăng lên là nó sẽ sôi nhanh hơn. Rồi bếp đơn giản chỉ có vậy thôi nha mọi người.